chào tất cả anh em sưu tầm đồ lính Mỹ. Chúc mọi người sức khỏe, an vui. Xin giới thiệu với mọi người cái món đồ là chiếc áo khoác M65 của quân đội Mỹ, sản xuất năm 1965. Áo được giữ gìn nhưng còn độ mới còn 97%. Những món đồ của quân đội Mỹ thì riêng chiếc áo M65 này thì được mệnh danh là người hùng thập niên 60, những người hùng nước Mỹ. Áo này người nước ngoài và người trong nước đều rất đông đảo người sưu tầm, họ yêu thích chỗ sưu tầm để sử dụng và để chơi. Mọi người mua là quà tặng hay là cho người thân anh em bạn bè, hay là mua để sử dụng sưu tầm thì alo 0902194222 để mình được phục vụ chi tiết hơn. Áo thì giá tiền của áo thì tùy thuộc vào từng chiếc áo, độ mới cũ, mới nhiều thì cao tiền, còn độ mới thấp thì ít tiền. Vậy các bác nhé, các bác ý tiền vẫn có thể mua được áo. Áo M65 có giá từ 3 triệu rưỡi cho đến trên 20 triệu. Đó, vậy là có thể là phục vụ các tầng giá được. Hàng luôn luôn có sẵn. Các anh em có thể mua mà theo cái tầm tiền của mình có thể chọn được áo. Chúc mọi người sức khỏe, an vui.